Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả đến với chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vừa chủ trì hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1. Hội nghị trực tuyến đến 69 điểm cầu trên toàn quốc, tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp có sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp được tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng trong cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng đảng viên tăng 2,8 lần. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng hiệu quả giám sát, việc giải quyết tố cáo khiếu nại kịp thời, vân vân. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung 6 nhiệm vụ chủ yếu trong quý 2, gồm chủ động tích cực và quyết liệt hơn trong công tác này, tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế về kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo khoa học chặt chẽ đồng bộ, phù hợp thực tiễn, thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch năm 2022 với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, năm 2021 tuy không khốc liệt dị thường như năm 2020, nhưng tình hình thiên tai vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong năm đã xảy ra 18 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 362 trận dông lốc và mưa lớn, 170 trận lũ, 139 trận động đất và hơn 400 điểm sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 cũng như thiếu thốn về nguồn lực, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ ngành, đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng, nên thiệt hại do thiên tai năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020 và các năm trước đó. Theo thống kê, trong năm qua, thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích, giảm 70% so với năm 2020. Thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng, giảm 87%. Tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, công tác phòng chống thiên tai năm 2021 vẫn còn bộc lộ một số vấn đề tồn tại hạn chế. Cụ thể, vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan bất cẩn, khả năng ứng phó với tình huống thiên tai lớn còn hạn chế, bị động, lúng túng. Công tác khắc phục hậu quả triển khai còn chậm, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn thấp. Vì vậy, cần tiếp tục có sự vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả hơn trong ứng phó cũng như khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Quận ủy Cái Răng vừa thành lập 4 đoàn giám sát kết quả thực hiện chỉ thị 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các chi đảng bộ trực thuộc. Các đoàn giám sát đã làm việc với 40 chi đảng bộ trực thuộc. Qua giám sát cho thấy các chi đảng bộ đều quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên học tập quán triệt chỉ thị 05, kết luận 01, chuyên đề toàn khóa đại hội 13 của đảng và chuyên đề năm 2022. Cấp ủy chỉ đạo tập thể và từng cá nhân đăng ký những việc làm cụ thể theo gương Bác, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng. Từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. Trong nội dung sinh hoạt hàng tháng đều lồng ghép tuyên truyền các mô hình, điển hình tiêu biểu, về học và làm theo Bác. Đồng thời mỗi năm, chi bộ chọn ra từ 1 đến 2 chủ đề cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tìm ra giải pháp triển khai thực hiện chỉ thị 05 hiệu quả. Các đoàn giám sát quận ủy đánh giá cao những nỗ lực của các chi, đảng bộ trong thực hiện kết luận 01 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các chi đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy và đảng viên trong học và làm theo Bác, để quần chúng noi theo, chú ý nhắc nhở, tăng cường kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn.
tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, biểu dương khen thưởng kịp thời để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa phong trào học và làm theo Bác phát triển sâu rộng ra tận các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Quận ủy, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cùng các ngành liên quan vừa đến kiểm tra việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Tân Thạnh. Năm 2018, xã Tân Thạnh được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã đã hoàn thành 11 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, hiện còn có các chỉ tiêu tiêu chí chưa đạt theo quy định về xây dựng nông thôn mới nâng cao như chỉ tiêu về tỷ lệ đường, ngõ xóm được cứng quá, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp, chỉ tiêu về tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn, chỉ tiêu về lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở các điểm công cộng và mô hình du lịch cộng đồng. Tiêu chí số 7, có chợ hoặc nơi buôn bán trao đổi hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Tiêu chí số 10, thu nhập bình quân theo đầu người. Tiêu chí số 11, tỷ lệ hộ nghèo. Tiêu chí số 13, tổ chức sản xuất. Tiêu chí số 14, về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Những chỉ tiêu tiêu chí chưa đạt hiện đang được xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quy động mọi nguồn lực thực hiện. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ vừa giám sát về hiệu quả đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất giáo dục năm học 2020-2021 và năm 2021-2022 theo đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Thủ tướng Chính phủ tại trường tiểu học Đông Hiệp. Năm học 2020-2021 và 2021-2022, trường tiểu học Đông Hiệp có 8 lớp cần đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường còn thống kê rà soát báo cáo nhu cầu mua sắm danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định và sau khi tiếp nhận các trang thiết bị dạy học, nhà trường đã lập danh mục quản lý thiết bị dạy học bằng phần mềm quản lý tài sản và sổ thiết bị dạy học, xây dựng nội quy, quy chế sử dụng, phân công cán bộ phụ trách quản lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, nhà trường cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các thiết bị để chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, quản lý các trang thiết bị đã được cấp, chủ động liên hệ trao đổi với các đơn vị cung cấp thiết bị để được hỗ trợ, bảo hành khi gặp sự cố hư hỏng, lỗi kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa họp với các phòng ban chức năng của quận và 11 phường nhằm đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận những tháng đầu năm 2022. Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Ninh Kiều được các cơ quan đơn vị quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp quận là 6.934 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 6.353 hồ sơ, trong đó trả trước hạn, đúng hạn là 6.316 hồ sơ, trả quá hạn 37 hồ sơ, 425 hồ sơ đang giải quyết. Số hồ sơ nhận trực tuyến là 30 hồ sơ. Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp phường là 21.999 hồ sơ, kết quả giải quyết 21.830 hồ sơ, trong đó trả trước hạn, đúng hạn là 21.818, trả quá hạn 12 hồ sơ. Số hồ sơ đang giải quyết là 124 hồ sơ. Số hồ sơ nhận trực tuyến là 37 hồ sơ. Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy vừa tổ chức hội thảo chủ đề thực trạng và giải pháp về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trên địa bàn huyện Phong Điền. Tại hội thảo, ban tổ chức đã nhận được 27 bài tham luận của các tác giả và đặc biệt được kèm một báo cáo đề dẫn mang tính tổng hợp và 7 báo cáo tham luận trực tiếp tại hội trường. Thông qua những bài tham luận, ban tổ chức đã nhận được những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, ý tưởng quý báu, những luận cứ khoa học từ thực tiễn đã giúp cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có những định hướng sâu sắc hơn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trên địa bàn huyện. Đây cũng là những công trình nghiên cứu hết sức công phu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính khoa học và thực tiễn. Thưa quý khán giả, tổ chức ngày hội đọc sách ở nhiều trường học là một trong những chuỗi hoạt động nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Đây là một trong những hoạt động bổ ích giúp cho các em học sinh có thêm niềm đam mê đọc sách. Hàng năm, Thư viện thành phố quan tâm kết nối các trường học trên địa bàn, tổ chức ngày hội sách như thế này. Hoạt động giúp học sinh sớm gắn kết tình cảm với sách, từng bước tạo thói quen đọc sách thường xuyên. Con rất vui thì được tham gia với mấy bạn. Con đã đọc được cuốn Bạn Ong và Bạn Hoa, con thấy rất hay. Nhiều bạn đọc nhí đăng ký làm thẻ thư viện bởi được giới thiệu đa dạng, phong phú các loại sách. Cùng với giới thiệu sách,
đọc sách là hoạt động thuyết trình giới thiệu sách đã đọc. Đây là hoạt động góp phần phát triển kỹ năng mềm cho các em học sinh. Mỗi lần đọc xong, em luôn ghi lại để ghi lại cảm nhận, để đôi khi mình đọc lại, mình có thể học lại từ những quyển sách đó. Và em muốn chia sẻ với mọi người rằng sách không chỉ là nguồn kiến thức, mà nó còn cung cấp cho chúng ta nhiều bài học về đời sống khác. Và ngoài ra thì quan trọng hơn hết, chúng ta phải biết vận dụng những kiến thức từ trong sách để áp dụng vào đời sống. Vì nếu không như vậy thì sách vẫn chỉ là sách thôi, nó không giúp cho chúng ta điều gì hết. Thông qua cái hội sách của trường thì mong rằng là tất cả các bạn sẽ xây dựng được cho mình một cái kế hoạch đọc sách phù hợp, có cái kỹ năng đọc sách, đồng thời cũng biết vận dụng những kỹ năng từ sách vào cuộc sống. Trường cũng có phối hợp với thư viện sách thành phố, thì hàng năm định kỳ đều tổ chức ngày hội đọc sách cho các bé. Ngoài ra thì hàng tháng nhà trường cũng có tổ chức các hoạt động nhỏ ở quy mô trường, tức là các hoạt động đọc sách. Hiện tại thì trường cũng có mở các thư viện nhỏ ở tại lớp cho các bé linh hoạt. Khi mà vào giờ mà các bé không các tiết học thì các bé có thể là đọc sách cùng với các bạn. Với hệ thống tài liệu phong phú, trong đó có sách lứa tuổi học sinh, thư viện thành phố quan tâm giới thiệu đến các trường học, mang lại hiệu quả thiết thực. Những hoạt động của ngày hội sách giúp học sinh xây dựng tình cảm, niềm đam mê đọc sách. Thông qua sách, góp phần giúp các em phát triển trí não, kỹ năng vận dụng tốt hơn vào việc học tập và cuộc sống. Để nâng cao ý thức chấp hành được cho học sinh, cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều vừa triển khai kế hoạch số 02 về tổ chức đợt tuyên truyền luật giao thông vào trường học trên địa bàn. Trong đợt này, có 10 điểm trường trung học cơ sở được cảnh sát giao thông quận thực hiện việc tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đô thị và đường thủy nội địa. Trong đó tập trung vào các trường hợp phổ biến như đội nón bảo hiểm, không đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không chạy thành hàng khi đi xe đạp, khi đi trên phương tiện giao thông đường thủy phải mặc áo phao. Cùng với việc tập trung tuyên truyền thì cảnh sát giao thông còn tổ chức kiểm tra các phương tiện ô tô, mô tô đưa rước con em mình đến trường mà không chấp hành quy định về biển báo, nón bảo hiểm, vân vân. Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Cựu chiến binh quận Ô Môn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận và quận đoàn vừa tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ quận. Trên 100 cựu chiến binh dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên đã làm vệ sinh các phần mộ, quét dọn toàn bộ khuôn viên của nghĩa trang liệt sĩ quận. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Được biết, nghĩa trang liệt sĩ của Ô Môn hiện có 2.790 phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Hội người mù thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức trao tặng quà cho các hội viên. 150 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm khác đã được trao tận tay đến các hội viên là người mù đang sinh sống tại quận Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền. Các phần quà trên được Hội người mù thành phố Cần Thơ vận động Hội từ thiện Hoa sen Việt thành phố Hồ Chí Minh cũng như các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Đây là đợt trao quà thứ hai trong năm nay. Từ nay đến cuối năm, hội sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ người mù khó khăn trên địa bàn thành phố. Được biết, Hội người mù thành phố Cần Thơ hiện hơn 2.500 hội viên, trong đó có trên 660 người mù cả hai mắt. Đời sống của đa số hội viên đều khó khăn, già yếu và công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Chương trình 12 giờ kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả.